Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Liên quan đến thị trường vàng thần tài, một số công ty vàng không công bố số liệu chính thức nhưng cho biết doanh thu không bằng năm ngoái. Thực tế ghi nhận thị trường vàng dịp vía thần tài ngày 10 tháng Giêng năm nay khá lạ so với mọi năm. Nhiều tiệm vàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều khá vắng trong buổi sáng, phải đến trưa và chiều tối mới có đông người mua. Đại diện công ty vàng My Hồng thành phố Hồ Chí Minh nói: "Khách hàng không bằng những năm trước, doanh thu cũng không bằng năm ngoái, dù giá vàng năm nay cao hơn rất nhiều." Theo bà Hàng Thị Bình, chủ tiệm vàng Kim Phát Một chợ Gò Vấp, nếu dịp thần tài năm 2023, tiệm bán ra khoảng 1.000 sản phẩm vàng các loại, thì năm nay sức mua giảm 30% so với năm trước. Một số công ty vàng lý giải khách chủ yếu là mua vàng lấy may đầu năm với số lượng ít 1-2 chỉ vàng nhẫn hoặc vàng miếng thần tài. Nhiều người còn chọn mua loại vàng mini một vài phân nên tính ra doanh thu không quá cao. Ngay tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, nhu cầu vàng miếng SJC của khách hàng chủ yếu là 1 hoặc 2 chỉ hoặc 5 chỉ, rất ít người mua vài lượng hay cả chục lượng như những năm trước. Nhân viên công ty SJC cho hay, khách đông nhưng không có tình trạng xếp hàng chen chúc, mỗi người mua một ít lấy may nên doanh thu không quá cao. Tại Hà Nội, ông Trần Hữu Đang, tổng giám đốc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Asian AGC, cho hay năm 2023 hầu hết người dân tập trung mua vàng vào ngày thần tài. Tuy nhiên, năm nay họ bắt đầu mua vàng lấy hơn từ ngày mùng 6 Tết và đỉnh điểm là vào các ngày mùng 8, mùng 9 Tết. Thế nên, vào ngày thần tài, mùng 10 Tết, số khách hàng mua vàng giảm khoảng 10%. Thế nhưng, nếu tính trong 5 ngày liên tiếp từ mùng 6 đến mùng 10 Tết, thì doanh thu bán hàng của công ty tăng 10% so với ngày thần tài của năm 2023, ông Đang nói. Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng thừa nhận, ngày thần tài năm nay, nhu cầu mua vàng của người dân không cao bằng năm ngoái. Trong buổi sáng, nhiều tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh còn ngồi chờ khách nên doanh thu rất khó tăng đột biến. Liên quan đến giá vàng SJC, loại vàng này đang cao hơn giá vàng thế giới 17 đến 18 triệu đồng một lượng. Nếu cơ quan quản lý có động thái thay đổi về chính sách quản lý vàng, có thể khiến giá vàng SJC giảm giá rất mạnh. Theo báo Sài Gòn, sau ngày vía thần tài, giá vàng miếng SJC bật lại tăng mạnh. Theo đó, giá bán đã nhanh chóng vượt mốc 78 triệu đồng một lượng. Sáng ngày 21 tháng 2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng ở mức 76,2 đến 78,4 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng mỗi chiều mua vào và tăng 200.000 đồng chiều bán, chênh lệch giá mua bán là 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, giao dịch vàng miếng ở mức 76,15 đến 78,35 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG được giao dịch với mức 76,25, 78,4 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một chiều mua vào và tăng 200.000 đồng chiều bán ra. Liên tục tăng trong hai phiên gần đây so với mức giá sáng ngày 19 tháng 2, tức ngày vía thần tài, giá vàng miếng SJC hôm nay đã tăng 1,7 triệu đồng chiều mua và tăng 900.000 đồng chiều bán. Ngược lại, giá vàng nhẫn có xu hướng nghỉ ngơi sau ngày vía thần tài. Phiên hôm qua, nhẫn SJC 4 số 9, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giảm 200.000 đồng chiều bán và sáng nay đứng yên ở mức 64,5 triệu đồng một lượng. Giá mua vào tăng nhẹ 100.000 đồng lên 63,3 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn của Doji ở mức 63,95, 65,15 triệu đồng một lượng. Nhẫn trơn PNG 4 số 9 ở mức 63,2, 64,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 2.027 USD một ounce. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 17,5 triệu đồng một lượng. Trong đó, giá vàng nhẫn của SJC đã bốc hơi 450.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 4 số 9 của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng hạ 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua. Được mua bán ở mức 63,95, 65,15 triệu đồng một lượng. Vietnamnet thông tin, hôm qua giá vàng nhẫn tại Doji đã giảm 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tổng cộng hai phiên, giá nhẫn tại Doji giảm 450.000 đồng một lượng ở chiều mua và hạ 550.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn trong mức dao động khoảng từ 1,1 đến 1,25 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn
quay đầu giảm sau ngày thần tài là điều đã được nhiều người dự báo trước. Vàng nhẫn tròn trơn là sản phẩm được nhiều người chuộng mua trong ngày thần tài nên thường tăng rất mạnh sau đó sẽ giảm. Dù biết trước điều đó, nhưng nhiều người vẫn chọn mua vàng trong ngày thần tài với nhu cầu tích trữ lâu dài. Ghi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những tháng đầu năm 2024. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết. Tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh, việc điều chỉnh chính sách của các nước để kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Trọng tâm là tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực cho phát triển đất nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Báo cáo Thủ tướng trong tháng 2 năm 2024, kết quả đánh giá thử nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Kết luận rõ việc sử dụng cát biển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với đường ô tô cao tốc để đề xuất nhân rộng cho các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh, tập trung đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch, tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật. Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Đặc biệt liên quan tới thị trường vàng, giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng. Bộ Công Thương được giao đảm bảo đủ điện, cung ứng than, khí, phục vụ sản xuất điện, đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV, đảm bảo cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gây bất ổn thị trường, chống gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.